em bây giờ thì em đang làm về. Anh mở mở cái gì đây? Mở rồi. Tháng 10 năm ngoái. À, lúc đấy em lâu rồi. Em mới nói hồi 10 năm rồi. Lúc gần gặp thì hồi đấy bảo là tốt rồi. Nhìn bức ảnh của MC ấy, cái bạn bên này, con gái em có trải đồng hai đứa. Đó là 15 năm thì mình kinh nghiệm đấy thôi. Được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. I take video. I'm doing video. Yeah, I'm taking video.